Ngày tìm về xứ đảo Hổ cũng là ngày tập luyện đầu tiên của Duy Nhất với môn phái Võ Lâm Tăng Khánh Bà Trà. Bây giờ là tôi bắt đầu phân tích cho em thấy những cái thế đặc trưng của Võ Tân Khánh. Mà đây là 10 thế võ mà những cao thủ Võ Tân Khánh tập luyện để đả hổ. Thế đầu tiên đối phương bước tới đập cây trường côn xuống, giống như cọp từ trên đổ xuống, là người ta tránh qua nguyên cái cây cương côn trót vào mặt nó. Hoặc là chỉ cần đập cái này ngay xuống sống nó là xong rồi. Nhìn thấy được sự tận tình hướng dẫn và tận tâm giải nghĩa từng đòn thế trong bài Song Đấu Côn của võ sư Hồ Tường, chúng tôi như bị cuốn vào một thế giới của những người chỉ biết sống chết với môn phái. Rồi mình hướng dẫn bạn bài Song Đấu Côn để áp dụng như thế chiến đấu của bài Trường Côn Đao Hổ của Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà cho bạn nhất. Toàn bộ có 13 động tác. Chuẩn bị nạp tấn, chào, rồi loan côn, ba vòng, rồi hủ, một, hai, ba. Bài Song Đấu Côn này anh là tập cho người tập, còn ngoài kỹ năng có thể song đấu với nhau để cho dẻo, để có thể biểu diễn, nhưng mục đích sâu xa nó trước hết là dùng cây côn dài hơn, gọi là trường côn hay là roi trường, để có thể đánh với cướp bóc, đánh với nhiều người, hoặc đặc biệt là đánh với hổ. Những thế này là những thế mà các danh tài đạo hổ tập hợp lại để trao truyền lại thế sao, tiếp nối truyền thống đó. Những cái thế này toàn là thế đạo hổ. Hốc, hai, đạp, ba, bốn. Những cái đòn thế này thì đã được các lão võ sư hung đúc dùng cương nhu, dùng tấn vôi lui để mà tấn công đối phương. Sau buổi tập đầu tiên với võ sư Hồ Tường ở Bình Dương, võ sư Hồ Tường cùng chúng tôi quay về thành phố Hồ Chí Minh vì còn nhiều lớp học chờ thầy. Hành trang của chúng tôi là khoảng thời gian tập luyện ngắn ngủi môn phái Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà tại Bình Dương. Những đòn thế của Song Đấu Côn thoạt nhìn có vẻ đơn giản, dễ nhớ, dễ học. Nhưng nếu không tập trung thì không thể phát ra đúng uy lực khi ra đòn, không thể hiểu tận tường ý nghĩa của từng thế võ. Quyển sách cũ này được võ sư Hồ Tường viết lại về tất cả những quyền cước Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà đã được cha ruột của mình, cố lão võ sư Hồ Văn Lành, hun đúc gìn giữ bao năm qua. Với người đam mê võ thuật như Duy Nhất, có lẽ đây là ngụm nước ngọt được tặng giữa sa mạc hoang vu. Chúng tôi tìm đến những nơi vắng người để tập trung luyện bài Song Đấu Côn tinh hoa của Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà. Trước hết là
chúng ta vào sẽ ôn dần lại tất cả những đoàn thể mà ta học trước Tết. Do cái thời gian nghỉ lâu cho nên chúng ta trước hết là chúng ta khởi động cho tốt. Cái thứ hai nữa là cũng không nên là dùng hết sức để trong buổi tập đầu tiên, chúng ta sẽ mệt nhọc và nó ảnh hưởng đến các buổi sau. Giữ sức làm cho nó điều hòa. Đầu gối thẳng ra nha, để cho nó giãn chân ra. Đặc biệt hôm nay thì tôi muốn giới thiệu với lớp chúng ta có hai anh đã đến tập với tôi trong thời gian Tết. Đây là anh Nguyễn Trần Duy Nhất và anh Tùng đã tìm đến tận Tân Khánh Bà Trà để tìm học cái kỹ thuật đặc trưng của môn võ chúng ta là võ lâm Tân Khánh Bà Trà với những kỹ thuật dùng cái đường côn để mà đả hổ. Giới thiệu lên cả lớp. Rồi. Mời chào anh. Trong thời gian mà đến với võ Tân Khánh Bà Trà, nhất cho tôi biết rằng là cái bài đó nhất đã luyện tập đã mang lại cái gì lý thú chăng? Nó có khó khăn lắm không? Thưa thầy, con cũng đã cố gắng luyện tập mỗi ngày để có thể tiếp thu và nhớ được những cái thế tấn của đả hổ. Con muốn được thể hiện lại và đồng thời cũng nhờ thầy kiểm tra để xem con thử có thể tiếp thu được cái bài roi của thầy đã hướng dẫn cho con. Vâng, thì như thế thì tôi rất là mừng. Thì bây giờ thì chúng ta làm ngay cái việc đó và thể hiện ngay trước lớp để chứng tỏ cái quá trình luyện tập ta như thế nào. Yeah. Mời anh Khoa vào để song đấu côn với bạn Duy Nhất. Trước hết là tôi phải nói tôi rất là vui bởi vì cái bài song đấu roi này nó không phải là dễ, nhưng ở đây là Nhất đã thể hiện sự quyết tâm đánh rất là phát lực giống như những người đã từng tập rất lâu. Dạ thưa thầy, thì trong thời gian lưu lại võ quán, ngoài việc học về binh khí thì có học thêm quyền nữa. Thì vừa rồi Duy Nhất cũng với một môn sinh đã đấu binh khí tức là trường côn, thì giờ em cũng muốn đề nghị là để nó có bài bản hơn trong cái việc mà giao đấu thì em có thể xin nhờ thầy cho Duy Nhất đấu đối kháng với một môn sinh khác được không ạ? Vâng, thì điều đó cũng là tốt thôi. Đây là thể hiện cái quá trình tập luyện của mình. Thì qua đó là thao vợt để cho cái tay chân thuận tục. Thứ nhất là thể hiện cái tinh thần thượng võ. Thứ hai là để từ đó Nhất có thể giao lưu trao đổi thêm với các bạn trong môn phái. Thank you.
Thưa thầy, khi một môn sinh được đấu, giao đấu như vậy thì học được bao lâu để học? Thông thường thì như này là bắt đầu là bước vào đây sân rồi tôi cho đấu. Mà trên nguyên tắc là học căn bản đây đen là học một năm. Cho đầy đủ rồi bắt đầu qua đây sân là tôi cho đấu. Đó. Thì em này nó cũng tập lâu, nó đai vàng rồi. Qua cái giao hữu lúc nãy giữa Nhất với Đỗ Tiến Thành thì em đây cũng là vừa tranh giải học sinh xong, cũng muốn học hỏi ở Nhất những kinh nghiệm trong đấu đối kháng, cũng mong là Nhất hướng dẫn các bạn trong qua kỹ thuật đối kháng. Các bạn ở bên ngoài xem đó, cái chân trái của các bạn đứng phía trước nhưng người ta vẫn đá rất là tốt, đứng chân trước mà sử dụng chân trái đó. Tôi muốn nói chuyện với tất cả các anh em. Anh Tùng rất là tốt, đưa Nhất đến tập luyện với lòng say mê môn võ của người Việt Nam chúng ta đã sáng tạo để góp phần trong công cuộc vận dựng nước, giữ nước và mở mang đất nước, mà đặc biệt ở môn võ Tân Khánh Bà Trà những cái thế đã hổ. Thì qua đó tuy thời gian học không lâu nhưng tôi thấy rõ ràng là anh Duy Nhất đã nắm bắt được những tinh túy của những cái thế côn đã hổ nổi tiếng của xứ sở Tân Khánh Bà Trà. Do đó là ở đây tôi cũng đề nghị rằng ở lớp chúng ta cổ vũ anh Duy Nhất một tràng pháo tay. Thời gian cũng không nhiều nhưng mà sự nhiệt tình của thầy rồi cùng tất cả các môn sinh của võ quán đã tạo điều kiện cho Nhất và cho em tham khảo và hiểu được tinh túy nền võ thuật của chúng ta. Trong quá trình con được thầy nhận vô lớp, con thấy được cái niềm đam mê ở trong con người của thầy. Từ cái cách luyện tập võ đến cái cuộc sống ngoài đời hàng ngày, mình con người mình phải điềm tĩnh và quan trọng nhất là cái đạo đức phải đặt lên hàng đầu. Con cũng chân thành cảm ơn thầy và cảm ơn thầy rất. Rồi, cũng không có chi. Tôi có chuẩn bị hai chiếc khăn rằn. Trong môn võ Tân Khánh Bà Trà có bài võ khăn. Nó là xuất phát từ cái việc tổ tiên người Tân Khánh sáng tạo ra cái bài võ khăn để giúp cho những người nông dân, nam cũng như nữ biết dùng cái khăn này tự bảo vệ bản thân mình. Và gửi tặng bạn Nhất cũng như anh Tùng để thấy rằng, nhớ rằng đây là cái hương, cái sắc, cái kỷ niệm của vùng đất Nam Bộ. Xin gửi anh. Dạ, gửi em. Khi mình đi sâu vào võ thuật, mình thấy những cái hay của nó. Tôi rất là say mê võ khi mà tôi phát hiện rằng ông Ngoại Thượng Lan Ông, ông nói một câu rất hay.
tập cho máu huyết lưu thông, tức là nói về tác dụng sức khỏe. Nhưng mà tay chân lanh lợi, cái đó là để chúng ta sử dụng để mà ứng biến. Nhưng mà tinh thần là một cái tuyệt vời của võ. Cho nên cái đam mê vậy tôi đã đến với võ. Và nói thật của anh là như này, khi tôi về đây năm 1981, nhà văn hóa Niên Niên này là tôi mở lớp đầu tiên, mặc dù học phí nó rất là rẻ, thế nhưng mà các bạn nói là tụi em rất muốn học nhưng mà không thể mà tính toán phân chia được đồng tiền. Cho nên từ đó, từ năm 95, tôi mới đề nghị nhà hóa niên mở cái lớp võ miễn phí cho sinh viên, học sinh suốt liên tục đến ngày nay. Và từ đó nó cũng là cái niềm vui cho mình, để mình chia sẻ cái đam mê mình chia sẻ cái tinh hoa võ thuật của cha ông ta để lại cho anh em. Gia đình anh có mấy cháu ạ? Tôi có 3 cháu. Dạ. Vậy có cháu nào theo ngành võ của mình không anh? Tôi thì 3 cháu như thế này, đứa nào cũng học võ để tự vệ, để khỏe người. Nhưng kinh tế là cái quan trọng nhất, cho nên nó theo những cái nghề mưu sinh, dạ, mưu sinh dạ. Lo cho cuộc sống. Anh có cảm thấy buồn không ạ? Con cái như vậy thì nó lo đam mê của nó, cho nên qua những học trò của tôi, từ xưa nay ai cũng nói rằng là mình có 10, mình dạy học trò 6-7 thôi, mình giữ lại 3-4 để chi? Lỡ học trò nó có phản để mình có đường mình đỡ. Thế nhưng mà nói thật anh là ngày 8 tháng 3 năm 2009 tôi bị đột quỵ, tưởng là không qua khỏi. Nhưng mà có thể nói theo tâm linh, phước chủ may thầy, tôi được bình phục như này. Và sau khi bình phục, trí nhớ tôi vẫn còn nhớ. Cho nên rằng tất cả những cái gì mà tôi đã học, bây giờ tôi nghĩ rằng nếu mà tôi bị đột quỵ mà tôi quên thì nó uổng quá, tôi không truyền ai cả. Cho nên từ đó đến nay tôi đã đem tất cả những cái tôi đã học truyền lại những em đã tập luyện tôi lâu năm mà có tâm huyết với nghề võ. Mà đặc biệt ví dụ như mà trường hợp bạn Trần Văn Minh, bạn Nguyễn Hữu Tuyền mà tôi giao về ngay từ xứ võ để mở lớp võ trên đó. Mà anh biết không, như thế này, nhà các em ở tận thành phố Hồ Chí Minh này, quận 7, mà cứ hơn tuần là 3 ngày là lên đó suốt trong mấy năm nay. Đó là một cái điều mà thể hiện cho tôi thấy rằng có lẽ tôi đã chọn đúng người.